Đây là máy bán hàng tự động gây khó chịu nhất mà tôi từng thấy. Khi bạn khát và muốn mua một chai nước để uống, nó sẽ bị kẹt trên cánh cửa kính, bất luận bạn rung lắc như thế nào, hoặc tức giận đá mấy cái cũng không có tác dụng gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có lẽ nhiều người biết rằng, khi có một sản phẩm mới trên thị trường, bên công ty sẽ bỏ ra một số tiền lớn để quảng cáo. Và có một số loại nước uống cần được lắc liên tục mới có thể đạt được hương vị ngon nhất. Để giải quyết hai vấn đề này, một chiếc máy bán hàng tự động độc đáo đã ra đời. Bên trong đều chỉ đặt những loại nước uống mới nhất. Người chế tạo đã sử dụng nguyên tắc con lật đật khi thiết kế nó. Lúc bạn mua nước uống, nó sẽ bị kẹt lại trên cánh cửa tủ. Người dễ nổi nóng có thể sẽ đạp nó mấy cái. Mà lúc này, phía trên của máy sẽ hiển thị dòng chữ: "Hãy dùng lực lắc mạnh." Cách duy nhất để lấy đồ uống ra là lắc thật mạnh. Khi đạt đến ngưỡng, chai nước sẽ rơi xuống. Ngoài ra, nó có một chức năng ẩn, đó là nếu dùng lực quá ít, bạn sẽ bị máy bán hàng tự động chế giễu. Sau khi nó xuất hiện, đôi lúc nó sẽ trở thành một bao cát để mọi người giải tỏa căng thẳng. Nếu bạn gặp chiếc máy này, bạn sẽ làm gì?